Đà Lạt là thiên đường du lịch của Việt Nam quả không sai. Chỉ trong một buổi sáng trở về quê nhà mà Đà Lạt đã khiến Châu say mê cho khung cảnh thiên nhiên nên thơ lãng mạn. Nào là những ngôi nhà homestay cổ điển được thiết kế đầy nghệ thuật, những ngôi chùa linh thiêng được xây dựng khang trang, kiên cố ẩn mình trên những khu rừng thông luôn mang đến cảm giác yên bình, tách biệt cho du khách. Những món ăn bình dân nhưng không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt như là ổ bánh căn trứng nóng hổi mới ra lò. Người ta gọi Đà Lạt là thế giới của sương mù, của ngàn hoa và của mùa xuân. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn ngắm hoa dọc những con đường, trên những cánh đồng hay cả trong những ngôi nhà, hàng quán khắp nơi. Lần này đến Đà Lạt, tìm cánh đồng hoa rực rỡ chính là động lực mạnh mẽ để Ái Phương xách ba lô lên và đi ngay cùng Châu và Việt Nam tươi đẹp. Giờ em sẽ có một điều đặc biệt cho chị. Mình sẽ đến được một nơi đặc biệt. Tại vì chị lên đây rồi, không lẽ em lại dẫn chị đi những nơi bình thường. Đúng rồi. Ở đây là một cái quy trình khép kín và mình phải rất khó khăn mới xin được để giới thiệu cho bà này. Chứ bà cứ đòi là phải đi chỗ đặc biệt không à. Đúng rồi. Rồi để vô coi đi mình biết ha. Nói trước là mất bất ngờ. Em chào anh. Chào Châu, chào Phương. Chào mừng hai em đến với Đà Lạt Spa. Khi một trong những cái cánh đồng hoa thì đó là cái cánh đồng hoa hồng. Wow. Trời ơi, cảm thấy một mùa xuân đang tràn trề về. Trời ơi. Chính em là cô gái bán hoa. Châu ơi, Châu, mình giữ cái sự sang trọng đó là Châu hả? Mình hôm nay mặc theo thời trang vintage. Mình sẽ ra vẻ như là quý cô chút nhận cho chữ ơi bận chừng. Được, mình phải sang chảnh. Thì đây là những cái cánh hoa hồng mà mỗi sáng các anh chị em công nhân thu hoạch. Sẽ thu hoạch vào khoảng từ 7 giờ đến 7 giờ rưỡi sáng. Dạ. Ủa tại sao vậy anh? Tại vì buổi sáng này cái đảm bảo cái độ nở của hoa hồng tốt nhất. Nó vàng mà nó còn có cái viền đỏ đỏ. Fly đó chị. Giờ cái model mới là hình móc fly đó. Vậy là hoa hồng móc fly hả? Hoa nó cũng giống như thời trang vậy Châu với Phương. Chúng ta cũng luôn luôn cố gắng lai tạo để cho ra những cái loại hoa mới. Nó có những cái màu sắc đẹp hơn. Trời ơi. Ước mơ chìm trong một rừng là bông luôn. Và đó hát sao em quên rồi ta. Da 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 da. Thì Đà Lạt Hot Farm mình đó là được trồng sản xuất hoa hàng đầu Đông Nam Á. Thì hiện nay cũng trồng và xuất khẩu hoa đi một số nước trên thế giới. Và đặc biệt là Úc, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc. Ôi, đẹp và đây quá. Là cành hoa vừa mới được cắt trên đồng, vừa mới cắt xong tức thì luôn rồi tặng cho Quỳnh Châu. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Màu này đẹp quá nè. Yêu. Thôi bà nội. Hoa người ta vừa mới tươi mới vừa mới hái xong bà ngồi bứt bông làm người ta. Tôi làm động tác thôi mà thường á là hoa hồng á là nó là một cái gì đó rất là đặc biệt. Nên nói tới hoa hồng thì người ta nghĩ tới tình yêu. Tại sao mà chúng ta có được những cái hoa hồng đẹp như thế này ha? Đầu tư vào cái công nghệ cao. Thứ nhất là cái hệ thống nhà kính như thế này. Những cái hệ thống tưới nhỏ giọt. Rất là công quy mô như thế này ha. Thì hệ thống tưới tự động này chúng ta sẽ mình sẽ bơm nước vào rồi chúng ta sẽ tưới tự động cho cây, rồi trong đó nó có phân bón rồi có thuốc này nọ để mà chúng ta có thể là giúp cho cây tốt hơn mà chúng ta không cần phải mất thời gian mỗi ngày đi đến từng rò để mà chăm sóc. Tụi em đang cầm trên tay những cái sản phẩm hoa mà nó gọi là những sản phẩm hoa an toàn, hạn chế tối đa sử dụng hóa chất. Các bạn có thể ôm vào lòng, có thể ngửi nó một cách rất là tự nhiên. Thậm chí trên thế giới có mình đi dài lên mái tóc ở Việt Nam ăn được. Ủa anh,
Mà em thấy người ta làm mứt hoa hồng ăn rần rần mà sao anh không cho em ăn cái này vậy? À, cái mứt hoa hồng đó không phải là làm từ hoa hồng đâu. Phải là làm từ hoa hồng đâu. Em nghĩ hoa hồng nó đẹp như thế này ai mà nở nó nhúng cái nồi làm mứt đúng không? Em tưởng đâu là thí dụ như là nó hơi già già hay gì đó hoặc là nó kiểu như là rụng cánh đồ đó. Hồi xưa anh cũng tưởng như vậy đó, anh cũng tưởng mứt hoa hồng làm từ hoa hồng. Ủa vậy rồi cái mứt hoa hồng nó làm từ hoa gì? Anh được một cái nghệ nhân ăn cái người làm mứt đó, người ta chỉ cho là cái người ta làm được cái hoa bột giấm á mà bây giờ người ta dùng để uống rất là nhiều, cái đó cũng rất là tốt cho sức khỏe. Ủa vậy tại sao không gọi là mứt hoa bột giấm? Mày lừa lọc tôi bằng cách là mứt hoa hồng. Tại vì bữa giờ ăn quá trời quá đất luôn. Tại vì cái bột giấm đó anh nghe nói là cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Rồi mà không lẽ mình gọi là mứt hoa bột giấm nghe nó kỳ. Rồi cái màu nó cũng đỏ đỏ nên chắc người ta lại cố gắng người ta lại nói lái vào thành hoa hồng. Rồi cái này hay rồi, rồi. Tôi đã. Cho nên các em đã là cái tên hoa hồng là coi như là nó luôn gợi cho người ta cái gì nó nên thơ, nó đẹp rồi nó hấp dẫn nữa. Cho nên người ta thường dùng. Bởi vậy đẹp quá khổ em. Vậy người ta mượn tên em. Anh, thì ở đây mình ngoài hoa hồng mình còn hoa gì đặc biệt nữa? À nhiều lắm, nhiều lắm. Có hoa lily nè, hoa cúc nè, cẩm chướng, cát tường. Rồi một số loại lá. Bên cạnh đó chúng ta có hoa chậu nữa. À, hoa chậu thì chúng ta có rất nhiều. Hoa cẩm tú cầu, hoa hồng cũng có hoa chậu nữa. Và hôm nay thì mình sẽ đến một cái đồng hoa thật là đẹp. Đó là hoa thu hải đường. Thì bây giờ xin mời hoa chỉ có coi phim Conan không? Có cái vụ án giết người bằng hoa hải đường á. Xin lỗi. Trời đất ơi. Đây là cái giống hoa hồng mới có tên là Moonwalk ha. Của Michael Jackson đó chị. Quất cái mặt trăng. Bỏ đi. Quên, lịch thiệp. Trang trọng, Lavian Rose. Lavian Rose. Rồi, xin mời. Chúng ta đang ở đồng hoa thu hải đường. Ăn gì mà đẹp vậy trời. Như hoa giả hay anh hả? Nhìn như hoa giả nhưng mà rất là đẹp ha. Như người Đà Lạt mình thấy tới thu hải đường này chỉ có màu hồng, màu đỏ thôi. Nhưng mà bây giờ các nước trên thế giới thì người ta lai tạo ra được rất là nhiều những cái loại thu hải đường mới. Đây là cái thu hải đường giống mới nhất mà được tung ra vào đợt Tết vừa rồi. Bởi cái màu này nó đặc trưng của Tết nè Phương nè. Và các em cũng thấy đây là cũng có cái hệ thống tưới tự động này, tưới dịch vụ này. Đây là cái hệ thống tưới tự động ha. Bức cho mình đem về được không? Trời ơi, hoa đẹp quá! Hoa đẹp quá! Dạ không, anh chị cứ làm việc tiếp đi ạ. Không có nơi nào ở Việt Nam lại có được nhiều hoa như ở Đà Lạt. Từ hoa rừng nhiệt đới cho đến các loài hoa phương Đông, phương Tây. Hiện nay, hoa Đà Lạt được xuất khẩu ra thế giới và ngày càng khẳng định được vị thế của mình. Có thể nói, hoa là niềm tự hào của thiên nhiên, của những con người Đà Lạt như Quỳnh Châu. Bây giờ vậy nha, mình tới mình thăm cánh đồng hoa thì mình sẽ có một cái game nhỏ nhỏ cho hai em. Chắc chắn sẽ có quà hấp dẫn rồi. Thì bây giờ, nó rất là đơn giản thôi là mình sẽ đeo cái đai này vào người. Sau đó mình sẽ lấy giật một cái bao ra ha. Và chúng ta sẽ cho cái chậu thu hải đường vào trong thời gian 30 giây. Nếu ai mà xong nhất, sớm nhất thì sẽ có một phần quà nhỏ nhỏ. Mỗi có quà, có quà, giờ không có chị em gì nữa, có quà, có quà. 1, 2, 3, bắt đầu. Chị bố cái gì kìa? Anh ơi, Trang Giang kìa. Ủa ai biết chị tò mò? Em thấy anh nó làm cũng dễ dàng lắm mà ta. Tổng số Phương làm được trong 30 giây là 3 chậu. Quỳnh Châu được 4 chậu. Tính tăng rồi. Vậy là phần thắng thuộc về Quỳnh Châu. Yes. Ok, và đây là một cái phần quà dành cho Quỳnh Châu. Chúc mừng Quỳnh Châu nha.